Bạn đang xem Người Đưa Tin TV. Ngày 28 tháng 8, chốt kiểm soát dịch COVID số 14 do Thiếu tá Phạm Văn Luyến, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông số 11 Công an thành phố Hà Nội làm chốt trưởng tại đường Hòa Lạc Hòa Bình thuộc địa phận xã Yên Bình, Thạch Thất, Hà Nội. Trong quá trình làm nhiệm vụ, tổ công tác phát hiện xe ô tô biển kiểm soát 30F26479 di chuyển theo hướng Hà Nội Hòa Bình chở người có biểu hiện nghi vấn. Tiến hành kiểm tra, kiểm soát người và các giấy tờ liên quan, tổ công tác phát hiện lái xe Đặng Duy Linh, sinh năm 1983, trú tại Ba Đình, Hà Nội, Lò Văn Thoại, sinh năm 1983 và Quang Văn Anh, sinh năm 1992, cùng trú tại Sông Mã, Sơn La. Lái xe xuất trình được một giấy đi đường do công ty trách nhiệm hữu hạn truyền thông Quang Hải ký và một giấy xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2. Hai người đi cùng chỉ xuất trình được giấy xét nghiệm âm tính test nhanh tại Bệnh viện An Việt, nhưng không xuất trình được giấy đi đường. Ban đầu, lái xe Linh còn quanh co, không thừa nhận hành vi chở người lấy tiền, nhưng bằng biện pháp nghiệp vụ, Thiếu tá Phạm Văn Luyến đã khiến Linh phải khai nhận hành vi nhận tiền chở hai thanh niên trên. Được biết, anh Lò Văn Thoại và anh Quảng Văn Anh phải trả 1 triệu 600 nghìn đồng cho một người cho lộ trình đi từ Đông Anh, Hà Nội về Sơn La và 400 nghìn đồng cho việc test nhanh COVID-19. Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng về công tác phòng chống dịch COVID-19, Thiếu tá Phạm Văn Luyến đã chỉ đạo tổ công tác tiến hành bàn giao toàn bộ người, phương tiện và các giấy tờ liên quan cho Công an xã Yên Bình, huyện Thạch Thất tiếp tục điều tra làm rõ. Cảm ơn bạn đã xem Người Đưa Tin TV.